Uầy, cái chổi này tách được nước bẩn với nước sạch riêng luôn á. Cái chổi trước nhà mình mà nếu lau 2 đến 3 lần thì toàn phải giặt lại bằng nước cũ thôi. Xong thì cứ cảm thấy nó không sạch vì phải giặt lại bằng nước bẩn ý. Giờ thì mình mới tìm được cái chổi này hay cực nhá. Có thể tách riêng được nước sạch với nước bẩn luôn. Đầu tiên là mọi người chỉ cần cho nước vào, thêm nước lau sàn và đậy nắp là xong thôi. Khi mọi người xoay thì nước sẽ phun giọt lên và làm ướt cái miếng lau này nhá. Xong rồi thì mọi người cứ lau nhà như bình thường thôi. Cũng như ba chổi khác thì chổi này cũng có thể gập được 180 độ để lau những cái chỗ ngóc ngách hay là gầm bàn ý. Và đến khúc này thì mới hay này, lau xong mà muốn giặt chổi thì chỉ cần ấn xuống và xoay xoay là chổi được giặt ngay. Nước bẩn cũng được tách ra bên ngoài riêng biệt với nước sạch ở bên trong nhá. Hơi nhiều bọt khó nhìn nhở. Cho mọi người xem lại khi không có nước lau sàn nha. Đấy, bên ngoài là nước rất bẩn nhưng bên trong vẫn là nước sạch đúng không? Như thế này thì có lau đi lau lại mấy lần đi nữa thì nhà vẫn đảm bảo luôn được lau bằng nước sạch ý. Thêm nữa là miếng lau này khá là dày dặn, thấm hút tốt, xốp nhiệt tình cho hẳn hai miếng lau luôn này. Tuy nhiên vẫn có một điểm trừ, đó là phần đáy không được bằng phẳng. Giá như mà có miếng đệm mút nào đó thì có phải là hoàn hảo hơn không? Tóm lại là chổi này rất xứng đáng với số tiền mọi người bỏ ra ấy. Đã thế lại còn sắp Tết nữa, mua em này về thì tha hồ mà dọn nhà nhá các chị em.